thuê nhà nữa anh. Thuê nhà là mất chục triệu. Nhà đâu? Nhà. Thế mà thấy là có không? Mấy ngày đầu xác định là bù tiền rồi. Cũng chưa xong được. Nếu mà ổn thì có khả năng là chết đất là đầu đã bù lỗ. Nếu mà chỗ đẹp đẹp còn ngon thì có đầu này có lãi luôn từ đầu ấy. Bây giờ nó nhiều quán lắm. Xuất ăn ở đây. Nó nhiều quán thì mình mở đi ở bên kia. Mình chỉ bán sáng với đêm thôi. Bán đêm thì sáng lại bán sớm nhỉ. Bán bả lắm. Bán đêm thì sao bán rồi? Bán đêm thì mình nghỉ sáng. Chỉ bán từ chiều đến đêm thôi. Thanh niên đông kia đẹp quá, tiếc nhỉ. Ôm được thì ngon. Bao nhiêu? Chơi cho mày, thanh niên mất nỗ mất nửa. Ba cái lồ ra, ba cái lồ 1 triệu rồi. Thế bằng cái đã 7 triệu rồi. 18 rồi. Thế kệ cái 2 triệu rồi. 3 triệu rồi. Bây giờ mình... Bắt đuôi. Bây giờ mà ôm vào với tìm mặt bằng này. Thuê nhà, thuê cửa các kiểu này. Thì đúng rồi. Nó là 50-50 ấy. Sửa sang rồi. Được rồi. Mình biết là mình sửa nhà này à? Mình tính cái quán đây là thuê cái nhà thô bắt đầu sửa ấy. Mình tìm quán nó vừa thôi. Sửa cả 100 triệu hơn 100 triệu anh ạ. Nhà ông 4 tầng ông sửa từ cầu thang ông lên đến ông sơn tường cái kiểu nữa. Sửa thì sửa ông sửa mỗi tầng 1 với tầng 2 một tí thôi. Sửa tối cái đấy. Ôi, bên này ẩm một tí ở rửa bát đằng sau thôi. Cái nhà ông 70-80 mét vuông. Và ông sơn tường này, ông làm cầu thang này, và cái nắp lình này, các kiểu kiểu còn cái kiểu này, điện ông đi hết điện này nữa. Chứ mà thành ý đồng kia thì chắc chắn thì tổng 3 triệu. 3 triệu của thành ý hết rồi đấy. Đến nó ôm về rồi. Kìa kìa, tức kìa. Giờ mình ông mà để xung quanh là chết. Bây giờ cuối năm rồi nó nhiều. Nếu có mở thì ôm thì ôm không đến tháng 5. Nếu ôm sang năm mở chứ giờ Tết rồi mở gì. Tôi vẫn để qua năm chứ. Giờ Tết rồi. Nhưng mà mở này không thua đâu. Đây đâu. Bây giờ nó nhiều quán lắm rồi. Bây giờ